Xin chào các bạn, hiện tại thì đã hơn 2 giờ sáng rồi và Apple đã chính thức ra mắt 3 thế hệ iPhone đầu tiên của năm nay. Quá thật thì không khác mấy tin đồn, máy nào thì cũng càng được phóng to càng đắt đỏ và sự kiện này cũng nói chào tạm biệt iPhone 10 luôn. Và ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau nghiên cứu một chút về các sản phẩm đang được mong chờ này nhé. Chỉ sau màn ra mắt Apple Watch đầy chớp nhoáng thì bộ đôi sản phẩm iPhone chủ lực của Apple trong năm nay đã chính thức được trình làng. Và dường như là những thông tin được rò rỉ từ trước đều hoàn toàn chính xác. Đầu tiên về tên gọi và kích thước màn hình. Đây cũng chính là sự khác biệt lớn nhất của bộ đôi sản phẩm này. Mẫu iPhone 10S thì có kích thước màn hình là 5.5 inch, tương tự iPhone 10 và to hơn là mẫu iPhone 10S Max có kích thước là màn hình lớn tới 6.5 inch. Và độ phân giải màn hình được nâng cao hơn và Apple gọi đây là màn hình Super Retina. Cụ thể thì iPhone 10S có độ phân giải là 2436 x 1125 pixel, còn iPhone 10S Max có độ phân giải là 2688 x 1242 pixel. Cả hai thì đều sử dụng tấm nền OLED và tần số quét đều đạt ngưỡng là 120Hz. Cùng với đó là các công nghệ hỗ trợ công nghệ hiển thị hình ảnh tiên tiến là Dolby Vision và HDR10, mang đến khả năng hiển thị mà theo Apple nhận định là tốt nhất hiện nay. Và đáng chú ý là màn hình này sử dụng chất liệu kính với Apple nói rằng đó là dòng kính bền nhất từ trước đến nay trên chiếc smartphone. Và có cả 3 phiên bản màu sắc gồm là Gold Finish and Base Gray and Silver. Tất nhiên thì cả hai vẫn đều có tay thỏ. Phần tay thỏ là nơi đặt hệ thống camera True Depth giúp cho nhận diện mở khóa gương mặt Face ID. Bộ đôi iPhone cao cấp nhất 2018 sẽ sử dụng bộ vi xử lý A12 Bionic mới nhất của Apple, bao gồm 4 nhân đồ họa GPU, đem lại hiệu suất xử lý đồ họa cao 50% so với A11 Bionic 6 nhân CPU và hệ thống neuron thần kinh 8 lõi. 3 tùy chọn bộ nhớ trong là 64, 256 và 512GB. Đây cũng chính là chip xử lý điện thoại 7 nanomet đầu tiên trên thế giới. Với hiệu năng mạnh mẽ cùng với công nghệ máy học Machine Learning hỗ trợ nhiều công nghệ thông minh trên bộ đôi iPhone 10S và iPhone 10S Max, đặc biệt chính là công nghệ thực tế tăng cường AR. Trong buổi ra mắt sản phẩm thì Apple đã trình diễn công nghệ AR bằng một trò chơi tương tác giữa ba người. Điểm đáng chú ý là đồ họa hiển thị rất là sắc nét nhưng mà cũng rất mượt mà với độ phân giải Full HD với tốc độ khung hình là 60fps. Bên cạnh đó thì CoML còn hỗ trợ bảo mật theo thời gian thực. Nghĩa là với nhân máy học này thì iPhone 10S và iPhone 10S Max có khả năng phát hiện người lạ khi mà vừa mở màn hình, từ đó ẩn đi những là thông báo. Việc này sẽ nâng cao thêm nhiều tính riêng tư của người dùng. Và điểm nổi bật nhất chắc chắn phải nói chính là hệ thống camera kép chính. Camera chính góc rộng có độ phân giải là 12MP với khẩu độ mở lớn lên đến là f/1.8 giúp cho thu sáng tốt hơn. Camera phụ tele thì có độ phân giải cũng là 12MP, khẩu độ là f/2.2 và cả hai thì đều được trang bị chống rung quang học OIS. Camera selfie thì có độ phân giải là 7MP tương tự với iPhone 10. Tuy nhiên thì điểm nhấn chính vẫn là chip A12 Bionic. Chính vì nhờ vi xử lý thế hệ mới của Apple đã giúp cho camera trên sản phẩm iPhone mới có chất lượng tốt hơn. Cụ thể thì công nghệ Smart HDR giúp mở rộng dãy nhạy sáng trong điều kiện nguồn sáng khắc nghiệt. Tổng thể độ đo sáng của bức ảnh vẫn hài hòa cả vùng sáng và vùng tối. Bên cạnh đó thì lần đầu tiên trên chiếc điện thoại iPhone, người dùng có thể tùy chỉnh thủ công khẩu độ xóa phông từ f/1.4 đến f/16 giúp cho người dùng chủ động hơn trong việc xóa phông. Công nghệ âm thanh trên bộ đôi sản phẩm mới cũng được cải tiến với kênh âm thanh đôi mang đến chất lượng âm thanh sống động. Công nghệ ghi âm thì cũng được nâng cấp giúp cho ghi lại âm thanh chân thật nhất. Về thời lượng pin thì Apple không nêu rõ cụ thể dung lượng pin trên các sản phẩm iPhone mới như thông lệ. Nhưng mà so với iPhone 10 thì iPhone 10S có thời lượng sử dụng dài hơn 30 phút, còn iPhone 10S Max thì có thời lượng hơn là 1 giờ 30 phút. Về mức giá bán thì trái với dự đoán thì bộ đôi iPhone cao cấp năm nay có mức giá khá chua. Mẫu iPhone 10S thì có mức giá lên đến là 999 đô cho phiên bản cấu hình thấp nhất là 64GB. Còn mẫu iPhone 10S Max có mức giá khởi điểm cho phiên bản 64GB là 1099 đô. Đánh giá về bộ đôi này thì các đại diện nhà bán lẻ trong nước cho rằng là mẫu iPhone 10S Max sẽ hút khách và là mẫu iPhone bán chạy nhất ngay khi mà máy lên kệ. Họ nói rằng là iPhone 10S Max giải quyết được nhu cầu mà người dùng iPhone đang mong muốn, đó là màn hình lớn hơn, pin khỏe hơn và mạnh mẽ hơn. Đặc biệt là máy có thêm 2 SIM vật lý thì dành cho thị trường Trung Quốc, hoặc là eSIM và một SIM vật lý đáp ứng được nhu cầu cho khách hàng ở những thị trường mới nổi. Các đại diện trên thì cũng nói rằng là giá bán vẫn là rào cản khá lớn và đợt đầu về sẽ có mức giá được đẩy lên khá là cao. Tuy nhiên thì hiện tại đang có chương trình đặt trước iPhone 10S và iPhone 10S Max tại 7S từ ngày 12 tháng 9 đến ngày 21 tháng 9 để các bạn có thể nhận được các ưu đãi hấp dẫn như sau. Đầu tiên đó chính là giảm ngay 500.000 đồng cho khách hàng đặt trước. Cái thứ hai nữa đó chính là bảo hành 1-1 trong vòng 12 tháng tại 7S nếu mà lỗi từ nhà sản xuất và giá thì cũng tốt hơn.
Mình thì cũng có để đường link bên dưới để các bạn có thể tham khảo. Còn các bạn khán giả có thắc mắc thì sao? Các bạn hãy cho mình biết cảm nhận của các bạn về bộ đôi iPhone 10s và iPhone 10s Max này nhé, bằng cách là để bình luận bên dưới. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo của Tech Max. Xin chào.